Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin giáo sư Steven Henker phản hồi sau khi nói Việt Nam là táo thối trong chiến dịch chống viêm phổi Vũ Hán. Giáo sư nổi tiếng của Hoa Kỳ Steven Henker mới đây đã nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng Việt Nam ứng phó rất xuất sắc với dịch bệnh. Tuy nhiên, ông vẫn nghi ngờ về dữ liệu viêm phổi Vũ Hán của Hà Nội vì cho rằng Việt Nam hầu như không có tự do thông tin và báo chí. Bình luận mới nhất được vị giáo sư đưa ra sau khi ông vừa bị truyền thông Việt Nam phẫn nộ chỉ trích vì ông đăng trên trang tweet một biểu đồ nói rằng Hà Nội không cung cấp dữ liệu về viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh giáo sư Steven Henker và biểu đồ gây tranh cãi trên trang tweet vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Trên biểu đồ này, ông Steven Henker đã đưa ra một loạt quốc gia có số liệu đáng ngờ bao gồm Ấn Độ, Venezuela, Ai Cập, Syria, Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, riêng Việt Nam thì ông ghi là không có dữ liệu. Từ Bambire, ông Steven Henker, giáo sư kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins, đồng thời là người sáng lập và đồng tổng giám đốc của Viện Kinh tế ứng dụng Johns Hopkins Sức khỏe toàn cầu và nghiên cứu doanh nghiệp kinh doanh. Ông nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về việc ứng phó đại dịch viêm phổi Vũ Hán của chính quyền Việt Nam như sau. Cho đến nay, Việt Nam báo cáo chỉ có 335 ca nhiễm và không có ca tử vong. Không có nghi vấn gì về điều này vì họ phản ứng rất nhanh và rất sớm. Khi dịch bùng phát vào tháng Giêng năm 2020, họ đã có biện pháp chặn dịch. Các biện pháp này còn mạnh hơn cả khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhìn chung là họ ứng phó rất xuất sắc. Họ chuẩn bị rất tốt. Họ áp dụng các biện pháp mà tôi gọi là 5P. Nghĩa là hoạch định trước sẽ loại trừ những hoạt động kém hiệu quả. Nhờ được chuẩn bị tốt nên ứng phó rất nhanh. Ngoài ra, giáo sư Henker cũng ghi nhận những bước đi thích hợp mà Việt Nam đang cố gắng tái mở cửa nền kinh tế hậu dịch viêm phổi Vũ Hán và nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mở cửa kinh tế trong khi phần lớn các nước còn lại đang phải đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, giáo sư Henker, một thành viên của Hội đồng Điều hành Hội đo lường Kinh tế và là chuyên gia về đo lường và độ chính xác dữ liệu kinh tế, nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng ông không thể nghi ngờ về các dữ liệu viêm phổi Vũ Hán của Việt Nam do không có nguồn thống kê độc lập. Lý do chính khiến tôi bị nghi ngờ là liệu có tự do báo chí ở Việt Nam hay không? Hầu như là không có tự do báo chí ở đó. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF đã xếp hạng Việt Nam vào một trong những thứ hạng tồi tệ nhất trên thế giới là 175 trên 180. Như vậy là gần như không có tự do báo chí ở Việt Nam. Theo ESF, ngoài ra, tạp chí The Economist số ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2020 có một bài viết dài về tự do báo chí ở châu Á bị đàn áp trong dịch viêm phổi Vũ Hán. Và Việt Nam tất nhiên là một trong những quốc gia bị nêu trên tạp chí The Economist. Đây là lý do khiến tôi nghi ngờ. Đây là hình ảnh bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho thấy Việt Nam đứng gần chót bảng ở vị trí 175 trên 180 quốc gia. Được hỏi về phản ứng trước việc trang Medium loan tin có gần 300 chữ ký gửi đến trường đại học Johns Hopkins yêu cầu ông Henker rút lại đoạn tweet trong đó gọi Việt Nam là quả táo bị thối giữa. Trong việc cung cấp dữ liệu COVID-19, ông cho biết ông đã gửi yêu cầu đến World Dormant để điều chỉnh vì biểu đồ mà ông sử dụng trên trang tweet là lấy dữ liệu từ công ty thống kê này. Tôi đã thông báo cho World Dormant nơi tôi đã sử dụng nguồn dữ liệu của họ, báo cho họ biết rằng số liệu của họ không rõ ràng và có thể gây sự diễn giải sai lệch. Họ sẽ sớm điều chỉnh, sẽ đưa con số tử vong là không của Việt Nam vào đó. Và khi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đăng bản tin này, dữ liệu COVID-19 của Việt Nam trên trang World Dormant đã được cập nhật. Tính đến 7 giờ tối, giờ Việt Nam vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Việt Nam có 342 ca nhiễm, không có ca tử vong và 325 ca phục hồi. Riêng phần của mình, giáo sư Henker cho biết ông đã cải chính trang thông tin trên trang tweet vào hôm 16 tháng 6 và nói rằng trái ngược với hình ảnh mà tôi đăng tuần trước, hóa ra Việt Nam có thống kê hoàn hảo trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng với dòng tweet mới này, nội dung biểu đồ trước đó của ông liên quan đến Việt Nam không còn có ý nghĩa nữa. Trong biểu đồ đăng trên trang tweet vào hôm 9 tháng 6, giáo sư Henker đã đề cập đến những quốc gia nhiều khả năng cung cấp số liệu không tin cậy. Trong danh sách này có các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Venezuela, Ai Cập, Syria, Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng vì tweet này, truyền thông trong nước cho biết cộng đồng Việt Nam đã bức xúc và yêu cầu ông Henker phải lên tiếng xin lỗi
và xóa bỏ những thông tin sai lệch của mình. Đây là hình ảnh hàng loạt các tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài chỉ trích giáo sư Stephen Henker vì lời bình luận ví Việt Nam là táo thối. Chỉ trích bình luận của giáo sư Henker, báo Tiền Phong vào hôm 17 tháng 6 viết: "Trên thực tế, Việt Nam không tự khen thành quả chống viêm phổi Vũ Hán của mình, mà trong thời gian qua, hàng loạt báo chí quốc tế đã đăng tải rất nhiều bài viết ca ngợi công cuộc chống dịch của Việt Nam dựa trên cuộc điều tra và phỏng vấn độc lập." Chia sẻ với Đảng Tiếng Nói Hoa Kỳ, giáo sư Henker đã than phiền về một email duy nhất mà ông nhận được từ một học giả Việt Nam. Ông nói người này phản ứng mạnh trước dòng tweet quả táo bị thối rữa mà ông đăng vào tuần trước. Và trong những tình huống như vậy, lẽ ra nên nói với tôi rằng tôi đã mắc lỗi và hãy xem xét lại lỗi đó đi. Đằng này, học giả đó lại gửi email cho tôi với lời lẽ hoàn toàn không chuyên nghiệp và bất lịch sự. Giáo sư Henker nói nhưng không nêu tính danh của học giả Việt Nam này. Và phản ứng thái quá đối với viêm phổi Vũ Hán đã giúp Việt Nam chống virus ra sao? Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi nước này có ca nhiễm trong cộng đồng và Việt Nam đã bắt đầu mở cửa trở lại. Theo các chuyên gia, không như nhiều nước khác đang có số ca nhiễm và tử vong trên diện rộng, Việt Nam đã nhận thấy có khoảng thời gian nhỏ để hành động sớm và tận dụng triệt để khoảng thời gian này. Cách chống dịch xâm nhập và tốn nhiều công sức của Việt Nam, mặc dù chi phí thấp, cũng có các hạn chế. Các chuyên gia cho rằng đã có quá muộn để hầu hết các nước trên thế giới có thể học được từ thành công của Việt Nam. Như các biện pháp cực đoan nhưng hợp lý, và khi bạn phải đương đầu với những loại mầm bệnh mới và có thể rất nguy hiểm, phản ứng thái quá là rất tốt, tiến sĩ Todd Boklak thuộc chương trình hợp tác tăng cường sức khỏe ở Việt Nam của Đại học Harvard ở Hà Nội đã nói như vậy. Biết rằng hệ thống y tế của nước này sẽ nhanh chóng bị quá tải, dù virus chỉ lây lan ở mức độ nhẹ, Việt Nam chọn có được đề phòng sớm và trên phạm vi rất rộng. Vào đầu tháng 1, trước khi có ca nhiễm nào được xác nhận, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu hành động mạnh để chuẩn bị đối phó với bệnh viêm phổi lạ mà ở thời điểm đó đã làm 2 người ở Vũ Hán tử vong. Và Việt Nam đã hành động rất nhanh, điều đó có vẻ khá cực đoan ở thời điểm đó, nhưng sau đó được chứng tỏ là rất hợp lý. Giáo sư Quy Thait, giám đốc đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác với chính phủ Việt Nam về các chương trình bệnh truyền nhiễm đã bình luận như vậy. Đây là hình ảnh giáo sư Quy Thait, giám đốc đơn vị nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Oxford tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam thực hiện các biện pháp mà các nước khác phải mất hàng tháng mới làm được, như hạn chế đi lại, theo dõi chặt chẽ và cuối cùng đóng cửa biên giới với Trung Quốc và tăng cường kiểm soát sức khỏe tại các cửa khẩu, cũng là những nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Tại các trường học đã đóng cửa để nghỉ Tết Nguyên đán vào hồi cuối tháng 1, vẫn đóng cửa cho tới giữa tháng 5. Trong khi đó, một chiến dịch truy tìm và cách ly trên diện rộng và tốn nhiều công sức được thực hiện. Đây là một đất nước đã đối phó với nhiều loại dịch bệnh trong quá khứ, giáo sư Thwaite đã nói, và từ dịch SARS vào năm 2003 cho đến cúm gia cầm vào năm 2010 và nhiều đợt bùng phát dịch sởi và sốt xuất huyết. Chính phủ và người dân rất quen với việc xử lý các bệnh truyền nhiễm và cẩn thận với các bệnh này, có lẽ cẩn thận hơn nhiều so với các nước giàu. Họ biết cách phải làm phản ứng ra sao trước các bệnh như vậy. Đến giữa tháng 3, Việt Nam đã đưa tất cả những ai nhập cảnh và bất cứ ai trong nước có thể tiếp xúc với những ca nhiễm được xác định vào một khu cách ly trong 14 ngày. Các chi phí phần lớn do chính phủ chịu, mặc dù nơi ăn ở không phải lúc nào cũng sang trọng. Một phụ nữ từ Úc về Việt Nam vì coi Việt Nam là nơi an toàn hơn, nói với Đài Tiếng Nói BBC ở London rằng đêm đầu tiên chị chỉ có một chiếc đệm, không có gối, không có chăn và chỉ có một cây quạt cho cả phòng nóng bức. Giáo sư Thwaite nói cách ly trên diện rộng như vậy là hết sức quan trọng vì bằng chứng cho thấy có tới một nửa số người nhiễm không có triệu chứng. Và tất cả những ai đi cách ly đều được xét nghiệm cho dù họ có triệu chứng hay không. Và theo ông, có tới 40% các ca nhiễm được xác nhận ở Việt Nam không hề biết là họ có virus hay không nếu họ không được xét nghiệm. Và nếu bạn ở mức không có triệu chứng như vậy, điều duy nhất bạn có thể làm để kiểm soát nó là cách Việt Nam đã làm, ông nói tiếp. Và điều này cũng lý giải tại sao không có ca tử vong nào. Đây là hình ảnh một trong những ca người nước ngoài bị nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán đã được cứu sống tại Việt Nam. Vì hầu hết những người Việt Nam đến từ nước ngoài đều là sinh viên, khách du lịch hay thương gia, họ thường trẻ và khỏe hơn. Họ có cơ hội chống chọi với virus tốt hơn và họ không có khả năng lây sang người thân cao tuổi, có nghĩa là hệ thống y tế có thể tập trung nguồn lực vào một số ít ca trầm trọng. Mặc dù Việt Nam chưa bao giờ áp dụng phong tỏa tuyệt đối trên cả nước, chính quyền hành động nhanh với các ổ dịch bùng phát. Tháng 2, sau khi có một vài ca ở xã Sơn Lôi, phía Bắc Hà Nội,
với hơn 10.000 người sống trong khu vực đã bị cách ly. Điều tương tự cũng xảy ra với 11.000 người ở thôn Hạ Lôi gần thủ đô và đối với nhân viên và bệnh nhân tại một số bệnh viện. Không ai được phép ra vào cho đến khi đã hết hạn cách ly 2 tuần mà không có ca nhiễm mới. Biện pháp phong tỏa địa phương này đều có thể được áp dụng nếu virus tái xuất hiện, có nghĩa là Việt Nam chưa làm nhiều xét nghiệm trên diện rộng ở cộng đồng. Ban đầu thì có vẻ đây là một chiến lược có rủi ro cao, giáo sư Twight đã nói, nhưng hóa ra nó lại ổn vì họ có khả năng cách ly và hoàn toàn xử lý được các ca nhiễm đó. Thông điệp rõ ràng cho dân chúng là ngay cả ở một số quốc gia độc đảng như Việt Nam, bạn cần đảm bảo rằng người dân đồng lòng để có thể thành công với một chiến dịch quy mô lớn như vậy. Và tiến sĩ Pollack đã nói chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt việc tuyên truyền cho người dân về tại sao những biện pháp chính phủ làm là cần thiết. Các tin nhắn SMS được gửi đến thường xuyên qua điện thoại từ giai đoạn đầu chỉ dẫn người dân họ cần phải làm thế gì để tự bảo vệ. Việt Nam tận dụng bộ máy tuyên truyền sẵn có để làm một cuộc chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, nâng cao nhận thức của người dân, dùng những hình ảnh và khẩu hiệu phong cách thời chiến để đoàn kết người dân trong cuộc chiến chống kẻ thù chung. Và Việt Nam đã tạo ra chiến dịch, tạo tinh thần cho cả xã hội cùng chung tay đánh bại kẻ thù. Tiến sĩ Pollack đã nói như vậy. Đây là hình ảnh ngoài nhà báo Phạm Chí Dũng cũng bị bắt vào năm ngoái 2019 trong đợt dính cúm Vũ Hán đã có thêm 3 nhà báo mới đã bị bắt gần 70 tuổi và đều có nguồn gốc từ bộ máy của nhà nước Cộng sản, bao gồm từ trái sang phải như Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng và Trần Đức Thạch. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã quen với việc bắt người dân tuân thủ, tiến sĩ Pollack nói, người dân Việt Nam hầu hết đều đồng lòng ủng hộ họ vì họ thấy rằng chính phủ đang làm những gì có thể và đã thành công và bảo vệ người dân bất cứ giá nào. Và chúng ta có thể tin số liệu của Việt Nam hay không? Một câu hỏi cũng được đặt ra. Số liệu của chính phủ ở mức rất thấp nên tất yếu đã có những câu hỏi được đặt ra liệu con số này có chính xác. Nhưng cộng đồng y tế và ngoại giao đều nhất trí rằng không có lý do để nghi ngờ chúng. Nhóm của giáo sư Twight đặt tại bệnh viện truyền nhiễm chính của Việt Nam. Ông nói nếu có những ca không được thông báo, chuẩn đoán hay bỏ qua, chúng tôi đã thấy ngay ở bệnh viện và chúng tôi chưa thấy. Nhóm của ông đã làm gần 20.000 xét nghiệm và ông nói kết quả của nhóm cũng khớp với số liệu chính phủ chia sẻ. Ngay cả nếu một ca bị bỏ qua, ông nói không có chuyện giấu dịch một cách có hệ thống, tôi rất chắc chắn về điều đó. Lo ngại về vi phạm nhân quyền, cách chống dịch áp đặt từ lãnh đạo cấp cao đưa xuống cấp cộng đồng của Việt Nam kéo theo một số vấn đề riêng của nó. Thực thi các biện pháp giãn cách xã hội và cách ly phụ thuộc vào hệ thống, cán bộ đảng viên, dân phố trung thành theo dõi người dân trong khu vực và báo cáo lên cấp trên. Robert Thorson của tổ chức theo dõi nhân quyền đã nói như vậy. Không nghi ngờ gì là có sự vi phạm nhân quyền quá mức trong quá trình chống dịch, ông đã nói với BBC như vậy. Nhưng không nhiều người biết về những chuyện này vì chính phủ kiểm soát hoàn toàn truyền thông, ông nói, và chỉ dẫn những trường hợp người dân bị phạt hay xét xử vì chỉ trích phản ứng chống dịch của chính phủ. Và bên cạnh đó, tác động lớn về kinh tế và một số vấn đề y tế, xã hội bị lơ là vì sứ mệnh duy nhất là chống dịch cũng chưa được làm rõ. Giáo sư Twight đã nói với những chính sách áp dụng ở Việt Nam sẽ không thể áp dụng ở các quốc gia hiện đại đang có dịch diện rộng, nhưng với một số ít quốc gia chưa bị nặng, có bài học có thể học tập từ Việt Nam. Và phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa bệnh và nói chung là luôn ít tốn kém hơn, ông nói tiếp. Nếu Việt Nam có số ca nhiễm lớn, không nghi ngờ gì là hệ thống của họ đặt ra sẽ khó chống đỡ nổi. Nhưng không thể so sánh được với những lợi ích y tế, kinh tế của việc thực hiện những biện pháp mà họ đã làm, vị giáo sư này nói tiếp. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de vào nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2020 với bản tin Giáo sư Steven Henker đã phản hồi sau khi nói Việt Nam là táo thối trong chiến dịch chống viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de